Cô thấy là bên Ines đó, chị Thủy chỉ làm rất là chuyên nghiệp. Cô là cô Dung, là mẹ của bé Đỗ Thế Uyên. Bé cô chuẩn bị đi học ở Canada. Nói chung là cô biết Ines từ ban đầu chưa nộp hồ sơ là do bạn cô đã có hai đứa con là làm với Ines đi du học Phần Lan và Singapore. Nhưng mà cô có tới nha, cô có tới Ines, cô nói chuyện rồi, nhưng mà do là lúc đi về cái đường mình đi mình cứ lạc đường hoài, cho nên là cô nghĩ thôi để cô đi ở gần nhà đó cho nó tiện. Thì không ngờ là cái hồ sơ cô nộp ở đó nó bị rắc rối rất là nhiều. Hồ sơ cô làm tất cả là 3 lần, 2 lần du học Mỹ và 1 lần du học Canada đều tất cả đều rớt. Không phải lý do là tài chính mình yếu hoặc là cái gì khác, nhưng mà vì hồ sơ người ta không có chuyên nghiệp. Cái nói chung là hồ sơ rắc rối, nó nhiều quá, nó thừa thải quá mà nó không có thể hiện rõ ràng cái nội dung chính của yêu cầu của lãnh sự quán, cho nên là 3 lần đều rớt hết. Sau đó cô mới suy nghĩ là nếu mà theo nữa thì cũng không có hy vọng, mà tại vì Canada là một nước rất là dễ đi, mà nếu mà rớt nữa thì mình đã cái hồ sơ mình đã xấu đi rồi. Nên cô quyết định cô bỏ cái tiền ban đầu cô đầu tư cô giờ vào dịch vụ đó, cô mới chuyển sang Ines. Cô làm, cô thấy là bên Ines đó, chị Thủy chỉ làm rất là chuyên nghiệp. Thứ nhất là hồ sơ là chỉ có photo, rồi khi nào mà hồ sơ thủ tục xong thì mình mới cái nào cần đóng dấu thì mình mới đóng dấu, còn tất cả là chỉ có photo thôi. Nhưng mà cái hồ sơ cô làm ở cái chỗ mà ban đầu á, tất cả đều bắt cô đi công chứng, người ta không có chuyên nghiệp, những cái thừa thải. Cái đến nỗi mà cái bảo hiểm xã hội mà kêu cô đi làm thì cô nghĩ cái ủa du học mà làm gì có cái bảo hiểm xã hội trong đó đi, thì cô thắc mắc thì người ta cứ kêu là cô phải đi làm đó. Rồi còn qua bên đây cô thấy hồ sơ rất là đơn giản, ví dụ như làm cái nào cần thiết đó là chị Thủy chỉ mail cho cô biết, mà hồ sơ nộp ở trong vòng có 2 tuần là có visa. Còn đợt trước là con cô tới 2 tháng làm biết bị từ chối. Nói chung là kết quả mỹ mãn. Lúc mà cô nghe lãnh sự quán mà báo là đã chấp nhận visa đó thì cô rất là mừng. Nói chung là mình cứ nghĩ là cái hồ sơ của mình đó là nó đã xấu rồi thì 50-50 thôi, cô không hy vọng nhiều. Cô cứ nghĩ vậy đó. Nếu có lời chúc thì cô chúc là mong rằng công ty du học Ines sẽ càng ngày giúp các bạn sinh viên có điều kiện du học ngày một nhiều hơn. Một công ty du học rất là uy tín theo như là cô cảm nhận.